Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm theo nghị quyết số 11 của Chính phủ cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội Bến Tre đã phối hợp các tổ chức hội đoàn thể triển khai chương trình trao vay giải quyết việc làm hỗ trợ cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố Bến Tre vượt qua khó khăn, tạo thêm việc làm cho lao động, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Sau hơn một năm triển khai nghị quyết số 11 thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay trên địa bàn thành phố Bến Tre đã có gần 1.580 lượt khách hàng được vay vốn, tổng số đã giải ngân trên 24 tỷ 700 triệu đồng, trong đó nguồn vốn giải quyết việc làm đã có hơn 1.550 hộ gia đình vay 19 tỷ 950 triệu đồng, 11 học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vay để mua máy tính thiết bị phục vụ học tập trên 110 triệu đồng, cùng với đó có 5 cơ sở mầm non ngoài công lập được vay 259 triệu đồng. Năm 2022, xã Sơn Đông được hỗ trợ vốn vay theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, gồm 9 chương trình vay vốn, trong đó có 330 hộ vay từ chương trình giải quyết việc làm, tổng dư nợ trên 10 tỷ 390 triệu đồng. Sau đại dịch COVID-19, gia đình chị Phạm Thị Hồng Phượng ở ấp 1, xã Sơn Đông có 3 công đất trồng bưởi da xanh nhưng không hiệu quả, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định. Chị được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 50 triệu đồng để mua 2 bò sinh sản về nuôi và làm mới chuồng trại. Qua hơn một năm, từ 2 con bò ban đầu, nay gia đình chị đã có 4 con bò và đang mở rộng chuồng trại đầu tư chăn nuôi để có thu nhập ổn định hơn. Ngân hàng Chính sách Xã hội Bến Tre giải quyết cho tôi vay thì về tôi làm bên nhà nước sạch nè, rồi chăn nuôi với mình chăm sóc vườn tược cây cá ơi, cối rồi thêm. Mới đầu mình nuôi ít ít rồi từ từ mình phát triển mới gầy ra thêm nhiều con giống ra thêm bò đồ đó. Mới đầu thì còn 2 con thôi, rồi sau bây giờ mình mới từ từ mình lấy cái phần lợi mình nuôi thêm. Nay được 10 mấy con á, giúp đỡ mình phát triển được thì mình mừng thôi, chứ trong nhà mình cũng không còn thiếu hụt gì nữa. Năm 2022, được tiếp cận chương trình trao vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, ông Phan Văn Ngon ở ấp 1, xã Sơn Đông được vay 50 triệu đồng, mua 2 con bò và làm vốn mua bán gỗ làm mộc, làm củi đốt. Hiện tại, đàn bò tăng lên 3 con, việc kinh doanh gỗ ổn định, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho lao động ở địa phương. Ngân hàng Chính sách cho vay thì rất mừng, tại vì cái lãi suất rất thấp, bà con mới chăn nuôi sản xuất được. Ngân hàng Chính sách giúp đỡ cho nên là gia đình tôi cũng đỡ được có phần nào khó khăn. Mục tiêu là làm sao mà giảm cho hộ nghèo bền vững. Chúng tôi đầu tư nói chung là cái hộ nghèo thì họ cũng phải thường xuyên nhắc nhở họ, để họ có cái suy nghĩ họ đầu tư đâu, rồi mình phải kéo dài thời gian cho họ để họ làm ăn đạt cái hiệu quả để mới bền vững. Cho nên chúng tôi rất là ngại vấn đề mà khi mà mình xét hộ nghèo rất là kỹ để làm sao mà cho cái hộ nghèo nó đảm bảo nó bền vững, chứ không phải là cái tăng cái lượng hộ nghèo lên đối với địa phương. Thì nó đầu tư cũng nhiều cái nguồn vốn, trong đó cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách là chính, đảm bảo nguồn chính sách hộ nghèo rồi hộ khó khăn vấn đề sinh viên học sinh rồi nước sạch, nói chung là các vấn đề mà của ngân hàng chính sách hỗ trợ rất là nhiều, rất là mừng cho cái địa phương chúng tôi. Vì cuộc sống của bà con ngày càng phát triển thì chúng tôi nó cũng tạo rất là nhiều tác động rất là mạnh cho xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì hiện nay cái tỷ lệ cái hộ nghèo chúng tôi cũng còn thấp, có 1,2% thôi, mà chúng tôi cũng cố gắng phấn đấu để lên phường tới thời gian tới đây thì cũng cố gắng để đầu tư tiếp để làm sao là giảm dưới 1% đối với hộ nghèo của địa phương Sơn Đông. Đồng thời cũng nhờ cái đồng hành của ngân hàng chính sách là tiếp tục để hỗ trợ cho địa phương chúng tôi vững hơn trong quá trình phát triển đô thị hiện nay của địa phương Sơn Đông. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, nguồn vốn vay giải quyết việc làm theo nghị quyết số 11 của Chính phủ thực hiện hiệu quả, tiếp thêm động lực giúp người dân phục hồi sản xuất. Nghị quyết 11 là chủ trương chính sách đúng đắn và có ý nghĩa lớn trong việc phục hồi kinh tế xã hội của địa phương sau dịch COVID-19.